Chào các bạn, mình là Quang ở bên Hà Nội Lab. Thì trong video lần này, mình đang bên mình từ Đài về đang có một vài phân khúc giá chưa đến 10 triệu, cụ thể hơn là 5 triệu 9. Đấy. Thì hiện tại tuần này bên mình như các bạn thấy đây, về rất là nhiều con Dell Inspiron 3521. Đợt này bên mình về thì khá là nhiều con hàng này new, vẫn còn như mới. Đây, 3521. Đấy, như các bạn có thể thấy đây, bàn phím và các mặt hai bên này nó cũng còn mới tinh, chưa có cái hiện tượng là sử dụng nhiều. Nó máy nguyên bản từ USA. Thì mình sẽ giới thiệu qua về cái thông số cấu hình con này. Hiện tại Intel Inspiron 3521 này sở hữu chip Intel Core i3-3217U, chip U nhé. Thì sở hữu RAM 4GB và RAM có ổ HDD 500GB ở đây. Hoặc đối với các bạn mà không muốn dùng ổ HDD thì mình có thể đổi sang ổ SSD 128GB, thì mình sẽ hỗ trợ đổi sang ổ SSD nhé. Rồi, về tổng quát cơ bản thì như các bạn thấy đây, đây là mặt trước và đây là mặt sau con máy. Đó, như bạn thấy vẫn còn khá là mới, nó chỉ có một vài vết sức răm thôi, không thể tránh được. Hình thức là như mới và vẫn còn nguyên bản như này. Đó, các cổng kết nối thì nó sẽ có đầy đủ cổng kết nối như là cổng HDMI, cổng mạng LAN và ba cổng USB kèm theo cổng dẫn cắm 3.5. Bên này là quạt tản nhiệt và cái cổng để cắm nguồn. Ở phía bên này thì sẽ có một cổng USB và đây là cổng đĩa CD. Đó, cổng này ra nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà nếu mà ai vẫn còn sử dụng đĩa CD thì mình có thể sử dụng một cái cổng đấy, nó khá là tiện. Về cái chế độ bảo hành con này thì bên mình sẽ đổi trả trong vòng 3 tháng và bảo hành trong vòng 12 tháng. Đó, thì như này chắc là các bạn cũng yên tâm phần nào rồi về chất lượng con máy này. Đó, thì chất lượng của máy Mỹ thì không phải bà rồi, bên mình đã giới thiệu khá là nhiều. Đó, máy Mỹ thì cái kiểm định sản phẩm của nó tốt hơn rất là nhiều so với cả hàng châu Á. Và Win thì con này thì mặc định là Win bản quyền rồi, nên các bạn yên tâm, bên mình đã khui rất là nhiều máy như này rồi. Rồi, thì đối với những ai mà kinh tế không có nhiều thì mình thì chiếc Dell Inspiron 3521 này là một lựa chọn khá là tuyệt vời. Với phân khúc mà chưa đến 6 triệu, nếu mà ai nhanh tay sở hữu thì có thể liên hệ ngay theo cái hotline bên dưới, hoặc là có thể trực tiếp lên chỗ địa chỉ bên mình là tầng 5 A tòa D2 144 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội để mình xem trực tiếp chiếc máy này luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại.